quen nhau khi cùng làm tài xế Uber. Hai người đàn ông này đã từng kỳ vọng vào một cuộc sống đủ đầy hơn từ việc lái xe công nghệ. Bằng mọi giá để mua xe chạy, người bán đất, kẻ vay ngân hàng. Giờ đây, họ lại phải đứng giữa lựa chọn bán xe hay giữ lại. Bên ly trà đá, không còn là những câu chuyện phiếm vui vẻ, mà bộn bề những nỗi lo toan cho tương lai. Thị trường xe công nghệ bây giờ cũng không phải là miếng bánh ngon nữa. Rất là nhiều người đầu tư xe và rất là nhiều người đang cố gắng và cũng rất là nhiều người đang gặp phải vấn đề khó khăn cũng giống như bọn mình. Bọn mình cũng đang rất là khó khăn trong vấn đề là tìm khách và cũng như là vấn đề trang trải chi phí đảm bảo cho gia đình hàng ngày. Trong tương lai gần thì mình cũng có thể là sẽ phải bán xe để trả tiền lại một khoản cho ngân hàng và nó đỡ là một cái gánh nặng cho gia đình và gánh nặng cho mình để mình có thể là kiếm một công việc khác nó tốt hơn. Chuyển sang làm tài xế Grab cũng có thể là một lựa chọn. Tuy nhiên, họ dè dặt và không mấy hào hứng. Để an toàn hơn, nhiều tài xế tìm kiếm và lựa chọn một công việc lái xe khác. Không muốn là chuyển sang Grab nữa vì bây giờ là Grab thì có thể nó đang tạm thời đang nói là độc quyền tại thị trường. Nên là mình cũng cảm giác là nó nếu mà theo nó thì nó sẽ có nhiều cái là mình bị gò bó hơn. Đấy, mình không có sự cạnh tranh nữa thì lúc đấy mình có thể là với anh em tài xế sẽ bị áp đặt nhiều hơn. Đấy, rồi hiện bây giờ thì là thị trường nó cũng đang là dao động với khách hàng nó cũng không được nhiều lắm. Đấy, mình làm vất vả hơn thôi thì mình tìm một công việc mới mình đổi đi. Rõ ràng khi Grab trở thành ông lớn trên thị trường gọi xe qua ứng dụng, không chỉ hành khách mà cả lái xe cũng đối diện với những khó khăn hơn. Không phải một điều dễ để cho lái xe của Uber có thể làm việc cho Grab và một cách dễ dàng như trước, họ sẽ có những cái thay đổi và cái điều chỉnh nhất định. Và khi mà chỉ có một hãng gọi xe công nghệ nắm cái thế độc quyền trên thị trường ấy, thì rõ ràng là cái lợi thế của người lái xe họ sẽ bị giảm xuống. Cái năng lực, cái khả năng đàm phán họ về quyền lợi, về mức lương, về tất cả những cái khác thì rõ ràng nó sẽ giảm sút hơn rất nhiều khi mà chỉ có một hãng độc quyền trên thị trường. Rất nhiều tài xế khác như anh Phát, anh Thành vẫn đang loay hoay tìm bến đỗ mới cho kế sinh nhai của gia đình. Họ chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn sau một lần ngã đau.